Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra dùng bằng giả phần 2. Vẫn liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Công Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, người đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kết luận khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Thắng đã sử dụng giấy công nhận văn bằng giả, rồi sau đó dùng bằng tiến sĩ giả để thi nâng ngạch. Cũng xin nhắc lại, ông Nguyễn Công Thắng là con trai của cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Sau khi xảy ra vụ bê bối này, Thời báo .d đã nhận được đơn tố cáo và kiến nghị đề nghị Tổng Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho xác minh và làm rõ về vụ việc này. Ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các địa phương và tỉnh Bắc Ninh. Thời báo .d chưa có điều kiện để mà kiểm chứng chính tính xác thực của tài liệu, nên giới thiệu với một thái độ hết sức thận trọng và dè dặt tới khán thính giả. Lá đơn cho biết gia tộc Nguyễn Công Ngọ nổi tiếng ở Bắc Ninh. Ông Nguyễn Công Ngọ nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng là bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ năm 2007 cho đến năm 2011. Những khuất tất liên quan đến ông Nguyễn Công Ngọ và gia tộc Nguyễn Công mà lá đơn này tố cáo bao gồm: thứ nhất là biệt phủ Nguyễn Công Ngọ ở Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc Ninh, được ví như cung hòa thân phiên bản Kinh Bắc. Thứ hai là sự kiện bán nhà khách Tỉnh ủy ở đồi Pháo Thủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ở Bắc Ninh. Thứ ba là con trai Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, dùng bằng thạc sĩ giả. Thứ tư là con rể ông Nguyễn Công Ngọ là ông Nguyễn Trọng Bình, phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, sử dụng bằng giả, đã nghỉ việc. Thứ năm là con rể Trịnh Hữu Hùng, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, sử dụng bằng không hợp pháp để thi nâng ngạch và bị phát hiện. Ngoài ra, con cháu họ hàng của Nguyễn Công Ngọ đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác nhau của tỉnh Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh gồm một danh sách tới 24 người, đa phần đều học đại học tại chức, sau đó một số ít đi học thạc sĩ để xóa dấu vết bằng đại học tại chức. Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ. Nguyên nhà ông cựu bí thư đã từng ngần này người con người trong bộ máy công quyền, còn các ông bà khác của bộ máy cũ còn tồn động ở các ông bà các thời kỳ trước nữa thì nó nhiều vô kể. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn chỗ cho con của những thân dân thường học thật mà có thực tài hay không? Nguyễn Công Ngọ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giai đoạn 2007-2011. Câu hỏi đặt ra là ai đã bố trí để ông Nguyễn Công Thắng giữ các chức vụ quan trọng trong đảng bộ của tỉnh này? Vì sao đảng lại bố trí một người sử dụng hầu hết các bằng cấp giả do đi mua từ đại học Đông Đô và chức lãnh đạo? Đặc biệt, ông Nguyễn Công Thắng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, là một cơ quan thực hiện chính sách. Như lời ông Hồ nói rằng, làm công tác kiểm tra của đảng là giữ cho đảng ta luôn chuẩn mực, luôn là đạo đức, là văn minh. Tại sao lại để Nguyễn Công Thắng leo cao, chui sâu đến như vậy? Trong khi gần đây thầy dạy lái xe mô tô của cô người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng giấy đăng ký xe giả, vậy Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, sử dụng bằng thạc sĩ giả thì bao giờ bị khởi tố, bắt tạm giam đây? Việc cán bộ lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả không hợp pháp không chỉ là xử lý kỷ luật là xong, mà đề nghị cần phải xử lý hình sự theo khoản 1 điều 1341 Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu không thì sẽ nhờn. Được biết hiện nay Nguyễn Công Thắng mới đang bị xem xét kỷ luật, và ông này là con của ông Nguyễn Công Ngọ, cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, nên những người đứng đơn kiến nghị lo ngại vụ việc sẽ bị chìm xuống. Lá đơn đề nghị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 giải quyết những kiến nghị của họ và trả lời cho công luận được rõ thêm. Cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô nếu không cấp bằng giả thì sẽ bị đuổi việc. Báo Tuổi Trẻ bằng 23 tháng 12 năm 2021 cho biết, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô nói rằng nếu không cấp bằng giả sẽ bị đổi việc. Theo đó, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị cáo Dương Văn Hòa nói như vậy: việc cấp bằng giả là chủ trương ông Trần Khắc Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị, người đã bỏ trốn. Ông Hòa giữ chức vụ hiệu trưởng, nếu không làm theo chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị thì sẽ bị đuổi việc luôn. Tóm lại, dư luận cho thấy rằng những sai lầm trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ hiện nay đã hợp thức hóa và để cho chế độ phong kiến kiểu mới núp bóng dưới thủ tục xem xét lý lịch
khi bổ nhiệm cán bộ quay trở lại. Chỉ có các gia đình quan chức hưởng lợi, không chỉ về tiền bạc mà còn cả về quyền lực để đè đầu cưỡi cổ nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dùng bằng giả. Bao giờ Việt Nam mới hết trở thành bản sao của Trung Quốc? Đài tiếng nói nước Pháp AFI đưa tin, chính quyền Trung Quốc ngày 1 tháng 11 thông báo tất cả các tài khoản mạng xã hội của những nhân vật gây ảnh hưởng có nhiều người theo dõi sẽ phải công khai danh tính thật. Theo đó, chính quyền Trung Quốc vừa bắt buộc người dân phải công khai danh tính đối với các tài khoản của những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cụ thể, những người nổi tiếng gây ảnh hưởng sẽ là những đối tượng liên quan đến chiến dịch chấm dứt các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Từ nay trở đi, các tài khoản lớn với tên giả sẽ bị các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc bao gồm WeChat, Weibo, Baidu và tất cả những cái mạng khác được yêu cầu công khai danh tính thật của họ. Được biết, chỉ riêng trên mạng Weibo, theo giới quan sát cho biết, quyết định này liên quan đến trên 500.000 người đăng ký và trên 1 triệu người theo dõi sẽ bị ảnh hưởng. Trung Quốc bắt công khai danh tính các tài khoản của những nhân vật gây ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo đài phát thanh tiếng nói nước Pháp, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn những tin đồn trên mạng Internet và điều này có thể gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt của người dân Trung Quốc vốn đã bị siết rất chặt. Kể từ nay, những người bình thường ở Trung Quốc sẽ không dám bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội nữa. Theo giới quan sát quốc tế, kể từ đây những tài khoản chuyên đưa các thông tin về thời sự hay kể cả tin kinh tế sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định mới này. Trước đây, những người nổi tiếng hay có ảnh hưởng đối với công chúng ở Trung Quốc, nhiều người lo ngại việc sử dụng danh tính thật trên mạng xã hội có thể bị thóa mạ bởi những người không đồng tình. Nhưng đến nay, những người nổi tiếng ở Trung Quốc lại cho rằng những đe dọa trước đây không đáng ngại bằng quyết định mới, quy định các trang mạng xã hội Trung Quốc sẽ bị siết chặt hơn nữa. Theo giới phân tích và quan sát chính trị Việt Nam cũng như quốc tế, người ta lập tức liên tưởng tới những sự kiện bất thường ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Đó là câu chuyện liên quan đến những người của công chúng, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh thành công có tên tuổi liên tiếp bị khởi tố hình sự hay gây khó dễ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Theo như vụ bà Nguyễn Phương Hằng nhận bản án tới 3 năm tù sau khi livestream thu hút một số lượng người theo dõi đông đảo chưa từng thấy, tới hàng triệu lượt view mỗi clip. Nội dung các video clip này cũng chỉ là những chuyện của bà Tám rảnh rỗi chuyên bóc phốt nhau trong giới showbiz, hay chuyện người mẫu Ngọc Trinh bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng sau khi đăng tải các video clip quay cảnh biểu diễn xe phân khối lớn trên đường, thu hút hàng triệu người xem. Rồi mới đây nữa, việc điều tra để xét xử nhà xe Thành Bưởi, một doanh nghiệp vận tải hành khách nổi tiếng ở miền Nam. Nhà hoạt động xã hội tên tuổi ở Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang bị chính quyền thúc ép đến mức phải sang tị nạn chính trị ở Canada. Trong bài viết mới đây với tiêu đề "Bọc ma chuyên chính" trên trang cá nhân, đã đưa ra nhận xét đáng quan tâm khi cho rằng vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh, sau đó là việc điều tra nhà xe Thành Bưởi, báo hiệu một bóng ma đang quay trở lại đời sống xã hội tại Việt Nam. Những vụ án như thế này đang xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây, không khỏi khiến dư luận thắc mắc. Điều gì đang xảy ra với cơ quan thực thi pháp luật vậy? Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng Tô Lâm. Lâu nay, công luận và giới quan sát có nhận xét chung rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai trong số các quốc gia còn sống sót sau sự phá sản của chủ nghĩa cộng sản vào những năm 1990-1991, và nhà nước Việt Nam đã tiến hành các chính sách kinh tế, chính trị giống hệt như Trung Quốc. Thậm chí, nói không ngoa, Việt Nam chính là một phiên bản copy gần như 100% của Trung Quốc trên mọi khía cạnh. Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định rằng chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại. Có nghĩa là Việt Nam thì khẳng định một quốc gia độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, không phụ thuộc vào nước lạ. Vậy tại sao với việc mới nhất trong việc quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội, Việt Nam cũng dập khuôn y chang như bên Trung Quốc vậy? Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ô
có lẽ là câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Bao giờ Việt Nam mới hết trở thành bản sao của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.